Quang Quý xin được gửi lời chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả quý vị, theo nghiên cứu thì trung bình là một người trưởng thành khi mà uống đủ 2 lít nước mỗi ngày sẽ đi tiểu cỡ khoảng 6 đến 7 lần vào ban ngày và nhiều nhất là một lần về đêm. Tưởng chừng đây chỉ là một chuyện rất là đơn giản nhưng mà đôi khi cũng hơi tế nhị, đúng không ạ? Nhưng mà đối với nhiều người lại không như vậy. Và cụ thể thì cái tình trạng mà đi tiểu cả ngày lẫn đêm và kèm theo tiểu không tự chủ đang là một cái nỗi phiền toái của hơn 12 triệu người Việt Nam. Theo thống kê thì cứ 6 người trên 40 tuổi lại có một người mắc phải các rối loạn tiểu tiện này. Mặc dù rất là khó chịu nhưng mà do tâm lý là coi đây là một cái bệnh khá là thầm kín, cho nên là có một số người lại chọn cách chịu đựng hay là thầm tự tìm cách chữa trị. Và suy nghĩ sai lầm này sẽ khiến cho bệnh chồng thêm bệnh và sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng rất trầm trọng. Nếu không tìm đúng phương pháp điều trị để bệnh kéo dài thì người mắc bệnh sẽ có nguy cơ gặp phải những biến chứng nguy hiểm như là mất ngủ triền miên, nguy cơ té ngã gãy xương, đột quỵ, làm trầm trọng thêm các bệnh nền khác. Và đặc biệt là nguy cơ viêm nhiễm, tổn thương bàng quang. Và nhằm giúp cho tất cả quý vị chúng ta bắt đúng bệnh trị đúng cách, chương trình Bạn Hỏi Thầy Thuốc Trả Lời ngày hôm nay sẽ chia sẻ về chủ đề đi tiểu nhiều cả ngày lẫn đêm, tiểu không tự chủ, nguyên nhân và cách trị hiệu quả. Và cùng đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay để có thể giải đáp mọi thắc mắc, tư vấn các vấn đề liên quan, xin được mời tới trường quay vị bác sĩ vô cùng quen thuộc của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chào MC Quang Quý. Kính chào khán giả của chương trình. Dạ vâng ạ, bác Sơn thân mến, và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục là có những phần chia sẻ cùng với tất cả quý vị khán giả, và có nhiều khán giả lại nói là đây là một cái vấn đề hơi khó nói, hơi tế nhị, đúng không thưa quý vị? Tại vì nhiều khi những cái vấn đề liên quan tới tiểu tiện thì chúng ta đâu có dám nói với mọi người xung quanh đâu. Cho nên là nếu như mà quý vị có vấn đề gì có thể là alo lên tổng đài của chúng tôi và ẩn danh nha, không sao hết ạ, để cho vị chuyên gia có thể là giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cho tất cả quý vị. Và tổng đài 1900636802 của chúng tôi đã mở ngay từ bây giờ. Quý vị khán giả nào đang gặp tình trạng là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không kiểm soát và bàng quang tăng hoạt OAB, hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1900636802 để được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có thể tư vấn và giải đáp trực tiếp quý vị nha. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là nhãn hàng Ít Niệu Khang của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phobis. Ít Niệu Khang là sản phẩm tiên phong chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ với chiết xuất từ hạt bí đỏ đặc biệt Pepo và mầm đậu nành, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không kiểm soát ở cả nam và nữ mắc hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Ít Niệu Khang đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội. Kết quả đăng trên tạp chí Y học Việt Nam cho thấy trên 96% người dùng hiệu quả, tăng khả năng đàn hồi cơ bàng quang, duy trì sự ổn định lâu dài của bàng quang và từ đó giảm tái phát rối loạn tiểu tiện. Và thêm một tin vui dành cho quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay là Ít Niệu Khang đang có chương trình Tân Xuân Vui Khỏe mùa 4 tặng 3, quà tặng lên tới 600.000 đồng cho 100 khách hàng đầu tiên gọi tới tổng đài 1800-6723 đặt mua Ít Niệu Khang trong thời gian phát sóng của chương trình. Và cụ thể khi mua 4 hũ Ít Niệu Khang 80 viên, quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Ít Niệu Khang 20 viên và tặng thêm một chai xịt họng thảo dược Bảo Khí Khang giúp giảm đàm ho khó thở trị giá 135.000 đồng. Số lượng quà tặng có hạn cho nên là quý vị chúng ta hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại miễn cước 1800-6723. Xin được nhắc lại 1800-6723 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm và chương trình ưu đãi mua 4 tặng 3 và giá trị quà tặng lên tới 600.000 đồng quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình ngày hôm nay để cùng giúp cho quý vị khán giả nào đang gặp vấn đề có thể giải đáp thắc mắc và tìm ra biện pháp của mình nha. Dạ bác Sơn ơi, thật ra là có rất là nhiều quý khán giả chúng ta là cứ bị đi tiểu nhiều cả ngày lẫn đêm và đặc biệt là tiểu không tự chủ á bác, và đã chia sẻ là cái nỗi lo lắng về cho chương trình là mình không có biết nguyên nhân gì thế nào á mà tại dẫn tới cái tình trạng này, và đặc biệt là mình nên điều trị như thế nào để có thể được cải thiện một cách hiệu quả thưa bác. Dạ vâng, thật sự ra cái rối loạn đi tiểu là một trong những cái rối loạn mà hay thường gặp ở cái người lớn tuổi, và có một số bác thì sau khi thấy mình đi tiểu nhiều lần hoặc là đi tiểu xón ra nhiều thì đi khám thì về lại có một cái rất là buồn. Buồn là vì sao? Bác sĩ nói không thấy gì hết hoặc là không có cái bệnh gì hết. Nhưng khi về thì chúng ta vẫn có những cái triệu chứng và nó làm cho chúng ta rất là khó chịu trong cái sinh hoạt. Thì đầu tiên bác sĩ chia sẻ là những cái rối loạn về đi tiểu nó có những cái yếu tố hay là những cái nguyên nhân nào mà có thể bị ảnh hưởng đến cái đi tiểu của mình. Thì cái nước tiểu mà nó được tạo thành là do cái lượng nước ở trong cơ thể của chúng ta nó đi qua cái thận. Và khi đi qua thận như vậy, thận có cái chức năng là lọc cái máu của chúng ta để lấy ra những chất mà gọi là những chất không có lợi cho sức khỏe mình, và như vậy sẽ thải ra bằng đường nước tiểu. Nên các bạn sẽ thấy là có một số cái thức ăn khi mình ăn vào, khi mình đi tiểu mình sẽ thấy có cái mùi hoặc là nó có cái màu. Dạ. Và đó thì đó là cái mà nó sẽ phải thải ra. Tuy nhiên nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều nước hoặc là sử dụng quá ít nước, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái số lượng nước tiểu của chúng ta,
Thì nếu mà chúng ta đi tiểu nhiều quá thì nó ảnh hưởng đầu tiên là cái chế độ dùng nước. Nếu chúng ta sử dụng nước quá nhiều và chúng ta dùng một lần cái lượng nước quá lớn và một lượng nước trong ngày quá nhiều. Và thậm chí có những người là dùng vào những cái lúc mà trước khi chúng ta đi ngủ, thì khi đó nó là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta đi tiểu nhiều hơn. Do vậy nếu mà chúng ta có những cái rối loạn đi tiểu thì chúng ta phải xem lại xem cái chế độ sử dụng của chúng ta. Cái thứ hai nữa là sử dụng bia rượu, cà phê nhiều. Bia rượu, cà phê là những chất mà nó sẽ kích thích làm cho chúng ta lợi tiểu. Và khi chúng ta dùng như vậy chúng ta sẽ đi tiểu. Và đó là một cái nguyên nhân thứ hai là chúng ta hay thường gặp. Cái thứ ba nữa là những cái một cái thói quen mà nó không tốt của chúng ta. Ví dụ như là có nhiều người buổi tối uống cà phê. Đi uống cà phê thì tối chúng ta đi tiểu liên tục luôn. Nếu chúng ta gặp phải những cái thói quen này và chúng ta nghĩ là có khả năng đây là thói quen thì chúng ta sẽ thay đổi cái thói quen đó thì chúng ta sẽ thấy nó cải thiện. Nhưng nếu nó không cải thiện thì nó có thể gặp trong một số cái trường hợp kế tiếp nữa. Đối với cái người lớn tuổi thì khi gặp phải một số cái bệnh lý nền, ví dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường chẳng hạn, thì thường thường là các thầy thuốc trong một số cái thuốc nó sẽ có cái tác dụng là làm cho chúng ta đi tiểu nhiều hơn một tí. Do đó nó làm cho chúng ta hạ cái huyết áp. Nên khi chúng ta sử dụng những cái thuốc đó, tự dưng cái dạo này chúng ta thấy đi tiểu nhiều hơn. Nếu chúng ta có những triệu chứng như vậy thì chúng ta sẽ báo với bác sĩ điều trị. Và nếu bác sĩ sẽ điều chỉnh thuốc mà chúng ta thấy là cái đi tiểu của chúng ta nó trở về bình thường thì coi như là chúng ta đã cải thiện được cái triệu chứng của mình. Riêng có một số cái trường hợp mà nó làm cho chúng ta rối loạn cái đi tiểu mà nó ảnh hưởng đặc biệt là đối với cái hệ thống của đường tiết niệu. Thì đối với nam giới của chúng ta nó có một cái bệnh lý mà làm cho chúng ta rối loạn đi tiểu rất là nhiều, đó là cái u của tiền liệt tuyến, hay người ta còn gọi là phì đại tiền liệt tuyến. Thì cái khi mà lớn tuổi khoảng trên 40 thì bắt đầu cái tiền liệt tuyến của chúng ta nó sẽ phát triển và nó sẽ cái kích thước nó lớn ra và khi đó nó sẽ chèn ép vào cái đường tiểu và có thể làm rối loạn đi tiểu. Cái thứ hai nữa, cái người lớn tuổi và nam nữ giới thì cũng bị. Thì vì cái người lớn tuổi nữ giới là liên quan đến quá trình sinh đẻ và nó liên quan cái hệ thống nội tiết của chúng ta. Nên do đó nó sẽ làm cho cái cơ đáy chậu nó yếu đi và nó làm cho cái rối loạn cái bàng quang, khi đó nó cũng sẽ đi tiểu nhiều. Và cộng thêm nữa với cái gọi là cái chế độ sinh hoạt hiện nay là chúng ta ít vận động mà chúng ta lại thừa cân quá nhiều. Đây là một nguyên nhân cũng làm cho chúng ta rối loạn đi tiểu. Rồi những cái nhiễm trùng tiểu thì thường nhiễm trùng tiểu nó hay gặp ở những người mà có sỏi thận nè. Hoặc là những người mà chúng ta có những cái là chúng ta vệ sinh không có đủ quá. Thì như vậy nó sẽ làm nhiễm trùng. Thì thường đi theo những cái tiểu nhiều trong ngày hoặc là tiểu đêm thì thường cái người bệnh sẽ có là tiểu gắt, tiểu bốt. Hoặc là đôi khi chúng ta sẽ thấy là chúng ta đi tiểu, có nước tiểu nó có màu đỏ chẳng hạn. Thì đây là những cái bệnh lý. Thì nếu chúng ta gặp phải những cái trường hợp này thì chúng ta phải điều trị những bệnh lý đó thì chúng ta mới có thể mong chấm dứt được cái tình trạng này. Tuy nhiên có một số trường hợp các bác than phiền là tôi rối loạn đi tiểu nhưng tôi đi khám rồi bác sĩ nói không có bệnh gì hết. Đây là một cái mà người lớn tuổi rất là lo. Cái lo là gì? Là có dấu hiệu bất thường nhưng đi khám không có bệnh. Nên đây là một trong những cái bệnh lý mà cho đến hiện nay các nhà chuyên môn đã khẳng định đó là một cái dấu hiệu người ta gọi là cái bàng quang bị kích thích, hay còn gọi là bàng quang tăng hoạt. Cái bàng quang tăng hoạt là gì? Là cái do trong đó thì cái khi mà chúng ta làm xét nghiệm thì bàng quang vẫn bình thường. Cái thận chúng ta vẫn bình thường, không hề có sỏi, không hề có nhiễm trùng gì hết. Nhưng mà vì do cái cơ bàng quang của chúng ta nó nhạy quá, nó co thắt liên tục, nên chỉ cần một lượng nước tiểu nhỏ xuống thôi thì nó sẽ làm cho chúng ta mắc đi tiểu và khi đó chúng ta phải đi tiểu. Nên chúng ta phải đi tiểu nhiều lần. Cái thứ hai nữa là cái cơ đàn hồi, theo thời gian thì cái cơ bàng quang, cái tính đàn hồi nó cũng giảm đi. Nó cũng là một nguyên nhân. Và cái thứ ba nữa là nó sẽ gặp trên những cái người lớn tuổi là khi đó cái hệ thống thần kinh của mình nó bị rối loạn. Hoặc là cái người lớn tuổi có kèm theo những cái trường hợp mà bị những cái stress trong cái cuộc sống, trong cái công việc. Thật ra cái người lớn tuổi nhiều cái stress lắm. Ở trong nhà hoài cũng stress. Mà nếu chúng ta thấy là chúng ta có một cái gì đó không ổn định trong cơ thể mà không được giải quyết cũng là cái stress. Do đó những cái stress đó nó sẽ làm cho rối loạn cái hoạt động đi tiểu của người lớn tuổi. Đó là một cái nguyên nhân. Và cái nguyên nhân mà kết hợp hay là gọi là cái cơ chế đó là cái cơ đáy chậu. Khi chúng ta lớn thì các cơ của chúng ta nó sẽ nhão ra, thì trong đó có cái cơ đáy chậu nó cũng nhão. Và khi nó nhão ra như vậy thì nó sẽ không nâng được cái bàng quang, nó cũng là một yếu tố làm cho cái cơ bàng quang nó yếu đi. Và khi đó cũng là một nguyên nhân làm cho chúng ta đi tiểu. Nên các bác mà bị những cái triệu chứng mà đi tiểu nhiều lần ban ngày nè, đi tiểu nhiều lần ban đêm nè, thỉnh thoảng lại có kèm theo cái tiểu xón. Có nghĩa là chúng ta đi tiểu, tự dưng chúng ta mắc đi tiểu.
chưa có mắc đi tiểu lắm, nhưng mà chúng ta cười một cái, hoặc là chúng ta ho một cái, hoặc chúng ta làm một cái việc gì nặng, ví dụ khi một cái tự dưng có xón ra quần một ít, hoặc là mỗi lần chúng ta mắc đi tiểu thì chúng ta gấp gáp phải đi, giống như là chúng ta nếu chúng ta không đi kịp thì chúng ta có thể tiểu ra quần. Thì đây là những cái triệu chứng của hội chứng bàng quang tăng hoạt. Và khi mà chúng ta đi xét nghiệm, có một cái đặc điểm của hội chứng bàng quang tăng hoạt là khi đi xét nghiệm thì hầu như cái chức năng thận cũng giống như là cái xét nghiệm làm cái siêu âm bàng quang cũng bình thường, siêu âm thận cũng bình thường, hoàn toàn không có gì hết. Và thậm chí làm xét nghiệm nước tiểu cũng không có. Thì đây là một cái bệnh lý mà cái người chuyên môn gọi là bệnh lý lành tính. Nó liên quan đến cái quá trình lão hóa của cái người lớn tuổi. Nếu mà không may chúng ta gặp phải cái hội chứng này thì các khán giả của chương trình cũng chúng ta cũng không nên lo lắng lắm, vì hiện nay chúng ta có rất nhiều giải pháp để giải quyết cho cái tình trạng này. Tuy nhiên có nhiều bác thì bảo là thôi cái này bác sĩ nói là lành tính, không cần giải quyết nữa. Thật sự ra thì để cho cái người lớn tuổi chúng ta có một cái cuộc sống tốt hơn và nó có một cái cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn thì chúng ta nên để cho sức khỏe của chúng ta được ổn định và chúng ta không nên lo lắng những cái rối loạn trong cơ thể mình. Nên chúng ta phải tích cực điều trị. Và hiện nay cái điều trị của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt cũng rất là tốt, là vì đã các nhà khoa học người ta đã chọn ra được những cái giải pháp để mà có thể là cho những cái người lớn của chúng ta thích nghi, mà giúp cho người lớn của chúng ta có một cái cuộc sống thoải mái hơn. Thì để có một cái điều trị cho cái bàng quang tăng hoạt thì cái đầu tiên là phải chia sẻ như thế này, chúng ta cũng phải có một cái chế độ gọi là chế độ không dùng thuốc. Tại vì như bác sĩ chia sẻ rồi, nghĩa là cái yếu tố thần kinh cũng là một yếu tố rất quan trọng. Chỉ cần một cái lo lắng thôi, ví dụ như hôm nay cái đứa cháu nó có phải đi làm về mà nó chưa về đến nhà, nhiều khi đôi khi mình căng thẳng nó cũng là một yếu tố chẳng hạn. Thì chúng ta nên có một cái chế độ tập thể dục một cách đều đặn. Các bác, các cụ cũng như là các những người lớn tuổi của chúng ta thì sẽ chọn lựa những cái phương pháp tập luyện làm sao cho nó phù hợp với cái sức khỏe của mình, phù hợp với tuổi tác của mình, phù hợp với hoàn cảnh của mình. Và chúng ta có để chúng ta có thể duy trì cái tập luyện đó một cách liên tục. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái hệ thống cơ và thần kinh của chúng ta được ổn định tốt hơn. Cái thứ hai, khi tập thể dục thì thật sự ra không chỉ có cái cơ bắp của chúng ta được ổn được tốt thôi, mà cái hệ thống thần kinh của chúng ta nó cũng được điều hòa lại. Các bác sẽ thấy là khi chúng ta tập luyện nhiều thì tự dưng cái hình như là cái tính của chúng ta nó sẽ tự nhiên nó trầm lại hơn một chút. Và như vậy nó tránh những cái stress trong cuộc sống. Cái thứ hai nữa là bên cạnh cái tập luyện đó thì nó đòi hỏi một cái chế độ dinh dưỡng. Cái người lớn tuổi của chúng ta thường thường có một cái thói quen là chúng ta ít uống nước. Nhưng mà khi nói sợ bị bệnh thì uống nước là chúng ta lại uống quá nhiều và uống không đúng. Do đó đòi hỏi là chúng ta phải uống đúng cách. Mỗi ngày cái người lớn của chúng ta, đặc biệt là cái người lớn tuổi cũng phải uống cho đủ cái lượng nước trong ngày, từ 1 lít rưỡi đến 2 lít hoặc là 2 lít rưỡi tùy theo cái thời tiết của chúng ta. Và khi chúng ta uống như vậy thì chúng ta nên chia thành nhiều cái giai đoạn. Ví dụ như mỗi tiếng hoặc nửa tiếng chúng ta uống một ít và làm sao trong một ngày chúng ta tiêu thụ hết cái lượng nước đó. Nhưng chúng ta không nên để vào ban đêm. Vì buổi tối là sau 7 giờ trở đi, nếu chúng ta sử dụng thì nó sẽ làm cho chúng ta đi tiểu vào ban đêm. Và như vậy chúng ta mất ngủ. Nó lại một yếu tố tác động trở lại, nó làm cho chúng ta bị lo lắng nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là để nâng cao cái sức khỏe thì thường thường cái người lớn tuổi của chúng ta nên tăng cường rau củ quả. Khi nói đến đây thì nó lại ngừng ngỏ tên một tí là đa phần người lớn lại không thích ăn rau. Là vì thứ nhất là răng của chúng ta nó cũng yếu rồi. Thứ hai là cái khẩu vị của người lớn tuổi nó cũng sẽ giảm đi. Nên thường thường cái người lớn tuổi ít sử dụng rau hoặc là những cái trái cây nhiều. Thế do đó các bác cũng như các anh chị trong cái khán giả của chương trình chúng ta, nếu không may chúng ta gặp phải cái này thì chúng ta nên tăng cường. Chúng ta có nhiều cách để chế biến. Hiện nay chúng ta có nhiều dụng cụ trong nhà bếp lắm. Chúng ta có thể chế biến để chúng ta sử dụng cái rau hoặc là những cái trái cây. Tuy nhiên chúng ta phải sử dụng được những cái rau trái cây mà nó có luôn cả cái xơ, có nghĩa là cái xác luôn á, để cho chúng ta có một cái lượng xơ. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta tránh táo bón nè, và chúng ta vận động tốt hơn. Khi chúng ta có một cái hoạt động của hệ tiêu hóa chúng ta tốt thì nó sẽ giúp cho chúng ta hấp thu được tốt hơn. Đó là một cái phương cách mà chúng ta phải lựa chọn, là giải pháp không dùng thuốc. Bên cạnh đó, nếu chúng ta gặp phải những cái triệu chứng là tiểu đêm quá nhiều, tiểu ngày quá nhiều và chúng ta có tiểu xón và tiểu gấp thì chúng ta sẽ phải có dùng thuốc. Khi chúng ta đi kiểm tra mà chúng ta thấy là bác sĩ nói không có bị bệnh gì đâu mà bác sĩ cho thuốc, thì đây là cái thuốc mà nó để giải quyết những cái triệu chứng này cho chúng ta thôi. Thì những cái thuốc hiện nay đó là đa phần là nó sẽ là có cái thuốc mà được gọi là nó ức chế cái co thắt của các cái cơ.
và người người chuyên môn gọi là những cái thuốc mà nó tác động lên hệ thần kinh thực vật. Thì nó có một cái lợi điểm là khi chúng ta sử dụng vào, chúng ta sẽ thấy hình như cái đi tiểu của chúng ta giảm rất là nhanh, trong vài ngày là những cái triệu chứng nó giảm đi. Tuy nhiên nó có một cái bất lợi là thường thường đối với cái người lớn tuổi khi chúng ta sử dụng nó thì nó lại có một số cái tác dụng phụ. Và cái tác dụng phụ này là làm cho cái người lớn tuổi rất là khó chịu. Ví dụ như tự dưng đang không cái uống vô, có nhiều bác nói đang không uống vô cái tự dưng thấy nó khô cái miệng. Nó làm như trong người mình nó háo háo nước, nên người lớn tuổi sẽ không thích dùng nữa. Cái thứ hai nữa là có một số trường hợp nó làm cho tim đập hơi nhanh một tí. Do đó đây là những cái tác dụng phụ. Thì nếu các bác gặp phải những cái tác dụng phụ này thì cũng không nên lo lắng quá. Chúng ta sẽ báo lại bác sĩ để bác sĩ có thể điều chỉnh lại cái liều lượng cho mình. Tuy nhiên hiện nay để có thể là giải quyết cho chúng ta được các cái triệu chứng của hội chứng bàng quang tăng hoạt nhưng lại giúp cho chúng ta là tránh những cái tác dụng phụ không mong muốn thì các nhà khoa học người ta lại hướng đến cái phương pháp giải pháp từ thảo dược. Và những cái giải pháp từ thảo dược hiện nay cũng đã chứng minh, đã được các nhà khoa học người ta chứng minh là có hiệu quả rất là tốt đối với cái hội chứng bàng quang tăng hoạt. Và một trong những cái giải pháp đó là sự kết hợp giữa cái chiết xuất từ cái hạt bí đỏ Bepo và cái mầm đậu nành trong một cái nguyên liệu người ta gọi đó là nguyên liệu Golet. Thì rất mong những cái chia sẻ này sẽ giúp cho khán giả của chương trình chúng ta hiểu rõ thêm những cái giải pháp từ thảo dược để giúp cho chúng ta có được cái hiệu quả trong điều trị và giúp cho chúng ta có được cái tránh được những cái tác dụng phụ không mong muốn. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ đến từ bác Sơn. Và trong cái phần chia sẻ của bác Sơn thì chúng ta thấy là cái xu hướng thảo dược á thì đang được rất là nhiều người ưa chuộng. Nhưng mà trong số đó thì chúng ta lại thấy là có một cái giải pháp mang tên là Goless, đúng không ạ? Và trong đó thì bác Sơn lại nói có cái gì liên quan tới hạt bí đỏ Bepo và cả mầm đậu nành. Như vậy thì không biết là cái hạt bí đỏ Bepo với cái mầm đậu nành, chắc là nhiều quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chúng ta lại nhớ tới mấy cái quả bí đỏ mà chúng ta nấu canh, hay là mầm đậu nành là cái sữa đậu nành mà chúng ta hay uống mỗi ngày. Thì không biết là cái hạt bí đỏ Bepo và mầm đậu nành nó sẽ có những cái gì khác và nó sẽ có cái tác dụng và hiệu quả như thế nào đối với những người mà đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu sóng, và đặc biệt là cái trường hợp là bàng quang tăng hoạt OAB mà bác Sơn đã chia sẻ không? Dạ vâng. Thật sự ra thì trong các hạt bí đỏ nó có một cái hàm lượng phenolic, nhưng các nhà khoa học người ta đã thấy là cái hạt bí đỏ mà và cái dạng Bepo á thì nó sẽ có cái hàm lượng cái phenolic rất là cao. Đây là một cái hoạt chất mà nó có tác dụng là giúp cho điều hòa lại cái hoạt động của cơ thần kinh, cơ bàng quang. Và đặc biệt là nó sẽ làm cho cái tăng cái tính đàn hồi của cơ bàng quang. Do đó nếu chúng ta sử dụng thì nó sẽ giúp cho cái cơ bàng quang của chúng ta được co thắt một cách nhịp nhàng hơn. Nên nó sẽ làm chúng ta giảm đi tiểu đêm hoặc cũng như đi tiểu ngày, hoặc là tiểu xón và tiểu gấp. Bên cạnh đó thì người ta cũng thấy là cái phenolic nó lại còn có tác dụng là điều hòa lại cái hoạt động của thần kinh co bóp của cơ bàng quang. Ngoài ra thì cái mầm đậu nành á, thì có một đặc điểm là cái mầm của cái đậu nành là nó có một cái chiết xuất đó là isoflavone. Isoflavone thì các nhà khoa học người ta đã chứng minh được là nó có tác dụng là làm cho là gì, tăng cường cái sức mạnh của cái cơ đáy chậu. Đây là nó giải quyết đến cái cơ chế mà gây nên cái bệnh lý bàng quang tăng hoạt hay là cái bàng quang kích thích của chúng ta. Nên nếu khi chúng ta sử dụng như vậy đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện các cái triệu chứng. Bên cạnh đó, và nếu chúng ta kiên trì sử dụng thì nó sẽ giúp cho chúng ta tránh tái phát cái tình trạng mà tiểu đêm, tiểu nhiều lần cũng như tiểu gấp và tiểu xón. Thế ở đây nói đến cái bí đỏ Bepo á, thì nó là vậy, đây là cái loại bí đỏ rất là to ở châu Âu. Vì bí đỏ ở Việt Nam chúng ta cũng có, nhưng mà hiện nay đó các nhà khoa học người ta thấy là với cái giống bí đỏ Bepo á, thì mới có cái hàm lượng cao. Và để có thể chiết xuất được cái phenolic đó ra thì các nhà khoa học người ta phải dùng cái công nghệ hiện đại, người ta gọi đó là công nghệ hyperpure, hay còn gọi là cái công nghệ mà chiết xuất tinh khiết. Có nghĩa làm cách nào đó để lấy được hết toàn bộ các cái chất ở trong cái hạt bí đỏ đó ra mà loại bỏ đi những cái tạp chất ở bên trong đó. Đây là một trong những cái đặc biệt của cái nguyên liệu Golet. Và khi phối hợp hai cái hoạt chất này lại với nhau thì các nhà khoa học người ta đã làm một cái thử nghiệm ở tại Hàn Quốc trên 210 bệnh nhân, cho thấy là có 96% bệnh nhân là cải thiện các triệu chứng rất là tốt. Ví dụ như là đi tiểu ban ngày thì còn giảm xuống có được 2 lần, hoặc là đi tiểu ban đêm thì có thể là có những người là hết không đi tiểu đêm, hoặc là chỉ đi tiểu một lần thôi, và cái tiểu gấp và tiểu xón nó cũng giảm đi. Với cái kết quả này thì các nhà khoa học Việt Nam được chuyển giao công nghệ OLED về Việt Nam, và khi đó các nhà Việt Nam của chúng ta lại phối hợp với những cái dược thảo mà có tại Việt Nam của chúng ta, đó là cái cao đỗ trọng. Cao đỗ trọng thì đối với cái người mà y học cổ truyền người ta nói đó là một cái cao mà có tác dụng bổ cho cái thận, nhưng mà nó lại giúp cho tăng cường cái hoạt động của các cái xương khớp.
và đặc biệt là cơ bắp của chúng ta sẽ được vững chắc hơn, đặc biệt là người lớn tuổi. À, ngoài ra thì còn có kết hợp thêm cái L-carnitin. Đây là một cái chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa thì chắc là khán giả chương trình của chúng ta chắc cũng nghe rất là nhiều. Đây là một cái chất mà cho đến hiện nay các nhà khoa học người ta đã phát minh ra và người ta phát hiện ra thấy là chất chống oxy hóa này nó sẽ giúp cho chúng ta chậm đi cái quá trình lão hóa. Và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta trẻ hơn, đặc biệt là khi kết hợp với những cái nguyên liệu mà ví dụ như là golet hoặc là cao đỗ trọng á, thì nó sẽ giúp cho cái cơ bàng quang của chúng ta chậm lão hóa, có nghĩa là cái sự co thắt của cơ bàng quang tốt hơn, cũng như cơ đáy chậu. Thì khi phối hợp như vậy thì các nhà khoa học Việt Nam của chúng ta cũng làm một cái thử nghiệm ở tại Bệnh viện Y học Cổ truyền ở Hà Nội. Thì đã cái kết quả đã được đăng trên tạp chí Y học Việt Nam của chúng ta là có trên 96% bệnh nhân của chúng ta cải thiện triệu chứng rất là tốt. Thì đây cũng là một cái bác sĩ nghĩ là một cái tin mừng đối với những cái bệnh nhân. Mà không chỉ đối với bệnh nhân mà đối với lại cả thầy thuốc. Là vì có thêm một cái giải pháp để giúp cho cái người bệnh mà có hội chứng bàng quang tăng hoạt được cải thiện tốt hơn. Và giúp cho cái người bệnh của chúng ta tránh những cái tác dụng phụ không mong muốn. Dạ vâng ạ. Và thưa quý vị, giống như là bác Sơn đã chia sẻ thì chúng ta thấy là cái tình trạng mà tiểu đêm, tiểu nhiều lần hay là tiểu gấp và tiểu són ở cả nam giới và phụ nữ đều là những cái triệu chứng là phải nói là rất là điển hình của hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Và đây là một cái bệnh lý lành tính nhưng mà quý vị chúng ta không được chủ quan nha, tại vì cần phải điều trị sớm để tránh dẫn tới các biến chứng nguy hại cho sức khỏe. Và xu hướng điều trị hiện nay dành cho các bệnh lý nói chung và rối loạn tiểu tiện nói riêng là chúng ta hạn chế sử dụng thuốc tân dược, mà thay vào đó là tăng cường về cái chế độ ăn uống nè, tập luyện để có thể hỗ trợ điều trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần một cách an toàn. Và ngoài ra thì quý vị có thể tham khảo các biện pháp hỗ trợ thảo dược có chứa Goles, và trong đó có sản phẩm ít niệu khang, sản phẩm đã được các bác sĩ chuyên gia tiết niệu đánh giá và phản hồi tích cực. Và ngay trong thời gian chương trình đang diễn ra thì ít niệu khang đang có chương trình Tân Xuân Vui Khỏe mua 4 tặng 3, quà tặng lên tới 600.000 đồng cho 100 khách hàng đầu tiên gọi tới tổng đài 1800 6723 đặt mua ít niệu khang. Và cụ thể khi mua 4 hũ ít niệu khang 80 viên, quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp ít niệu khang 20 viên và tặng thêm một chai xịt họng thảo dược bảo khí khang giúp giảm đạm ho khó thở, trị giá 135.000 đồng. Số lượng quà tặng có hạn cho nên là quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin được nhắc lại 1800 6723 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm cũng như là chương trình ưu đãi mua 4 tặng 3, giá trị quà tặng lên tới là 600.000 đồng quý vị nha. Và ngay bây giờ thì quý vị khán giả nào đang gặp những cái vấn đề về rối loạn tiểu tiện nè, đừng ngần ngại hãy liên hệ đến tổng đài của chúng tôi 1900 6368 02 để có thể nhờ bác Sơn tư vấn một cách trực tiếp nè, rồi về cách điều trị nữa. Thưa quý vị, không để cho tất cả chúng ta chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với vị khán giả đầu tiên. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Dạ alo. Dạ chào cô ạ. Mình có vấn đề gì có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ tư vấn ạ? Dạ, xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ. Dạ, bác sĩ ơi, tôi lên là Mai Chi, tôi 56 tuổi, tôi ở Bình Phước đó bác. Dạ. Thì tôi coi chương trình thì tôi muốn nhờ bác sĩ tư vấn dùm cho tôi. Nhưng mà tôi thì thường ban ngày thì tôi cũng đi tiểu nhiều lần á. Và ban đêm thì cũng thấy dậy 2-3 lần. Mà tôi thì tôi có một cái shop để buôn bán đó bác. Cho nên là cái việc mà ban ngày mình đi tiểu nhiều đó, nó cũng ảnh hưởng tới cái việc buôn bán nhiều đó bác. Cho nên là tôi muốn nhờ bác tư vấn dùm xem là cái bệnh của tôi như vậy thì là nó nguyên nhân là nó như thế nào và có cái cách gì chữa trị được không, và tôi có thể uống cái thuốc mà bác sĩ vừa tư vấn ở trên TV thì nó có hợp không bác? Dạ vâng. Bác sĩ hỏi một số cái yếu tố nữa, là thứ nhất là cô là có bệnh lý gì khác nữa không này ha. Cái thứ hai là mình đi tiểu á, thì như vậy là bao lâu rồi, và cái đi tiểu mà nhiều như vậy nó có kèm theo gắt bút gì không, và cái thứ ba là cô đã đi khám bệnh ở đâu rồi chưa? Dạ, bác cũng mới bị khoảng chừng một vài tháng gần đây thôi, bị cũng chưa có bị lâu bác. Cũng đi bình thường, nó cũng không có bị gắt, nó hay bút gì, thì cũng đang định là qua Tết thì xong rồi sẽ đi khám đó bác. Dạ, vâng. Mà tiện thì hôm nay con chương trình thì dạ giờ bác tư vấn trước thì như thế nào đó bác. Dạ vâng. Cái đầu tiên thì bác sĩ chia sẻ một tí như thế này. Với cái triệu chứng của cô đó thì bác sĩ nghĩ cái khả năng mà chúng ta rơi vào cái hội chứng bàng quang tăng hoạt rất là nhiều. Thứ nhất là nó dựa trên cái tuổi.
Khi nữ giới của chúng ta vào cái tuổi mà mãn kinh rồi đó, thì bắt đầu là những cái có bắt đầu có những cái sự rối loạn của cái hoạt động của các cái cơ, thì khi đó cũng có ảnh hưởng. Cái thứ hai kèm theo nữ giới của chúng ta đã có những cái quá trình sanh đẻ, nên đây cũng là một yếu tố mà làm cho chúng ta xuất hiện cái hội chứng này rất là nhiều. Và thường thường chúng ta không để ý đâu, chỉ đến khi nào mà bắt đầu cái triệu chứng của nó rất là nhiều, hay người chuyên môn gọi nó xảy ra một cách ồ ạt đó, thì khi đó chúng ta mới chú ý thôi. Rồi cái thứ ba nữa là hiện nay là chúng ta lại không có một cái bệnh lý gì khả nào hết, thì bác sĩ nghĩ cái khả năng mà cô rơi vào cái hội chứng bàng quang tăng hoạt rất là nhiều. Tuy nhiên để cho một xác định thì giống như cô là nên dành một cái ít thời gian để chúng ta đi khám bệnh. Và khi khám mà nếu các bác sĩ làm hết các xét nghiệm cũng giống như là kiểm tra mà chúng ta thấy hoàn toàn chúng ta không có cái bất thường gì hết, thì chắc chắn là cô rơi vào cái hội chứng bàng quang tăng hoạt rồi. Và khi bị như vậy thì cô cũng không nên lo lắng nhiều, vì hiện nay chúng ta có nhiều giải pháp để điều trị lắm. Cái thứ nhất là chúng ta nên chú ý đến cái chế độ ăn dinh dưỡng và cái chế độ tập luyện như bác sĩ chia sẻ. Thật sự ra cô đi buôn bán như vậy đó, thì chúng ta có thể dành cái thời gian là buổi sáng sớm cũng giống như là buổi chiều chúng ta có thể về, và buổi tối chúng ta tập ở nhà cũng được một số cái động tác thể dục để giúp cho cái cơ bắp của chúng ta được tốt hơn. Và hiện nay thì đối với nữ giới của chúng ta có những cái phương pháp tập nó rất là đơn giản và bác sĩ hay chỉ lắm. Đó là cái phương pháp nằm tại chỗ đạp xe đạp, mà gọi là đạp xe đạp trên không. Nghĩa là trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy chúng ta tập cái đó. Cái thứ hai là chúng ta tập cho cái cơ đáy chậu, là chúng ta sẽ nằm thẳng cũng như đạp xe đạp, nhưng chúng ta chống hai cái chân lên và chúng ta nâng cái mông của chúng ta lên và chúng ta nhíu cái mông lại. Cái động tác thứ ba là mỗi lần mà chúng ta mắc đi tiểu á, thì chúng ta hít thở sâu vài cái, xong rồi chúng ta tập nếm tiểu. Và chúng ta tập như vậy, nếu mà đến khi nào chúng ta chịu không được thì lúc đó chúng ta hẳn đi tiểu. Đó là một cái phương cách để tập cho cái cơ bàng quang của mình. Rồi, bên cạnh đó thì với trường hợp của cô thì bác sĩ nghĩ ở giai đoạn này nếu cô chưa đi khám bệnh được thì cô vẫn có thể sử dụng được cái giải pháp là có cái nguyên liệu Golet. Là vì đã được các nhà khoa học chứng minh là nó có tác dụng là giúp cho cái cơ bàng quang của chúng ta được phục hồi tốt hơn. Có nghĩa là nó làm cho cơ bàng quang của chúng ta điều hòa lại cái co thắt. Do vậy nó sẽ giúp cho chúng ta giảm đi cái triệu chứng đi tiểu. Cái thứ hai nữa là khi sử dụng lâu dài đó thì cũng sẽ giúp cho cái cơ đáy chậu của chúng ta tốt. Thì với cái người nữ giới của chúng ta, nếu mà nó giúp cho cả hai cái cơ quan đó được phục hồi thì có nghĩa là giúp cho sức khỏe của chúng ta được ổn định lâu dài hơn. Thì bác sĩ mong rằng cái chia sẻ này sẽ giúp cho cô có được một cái giải pháp để điều trị tốt. Tuy nhiên, nếu mà cô có cái cải thiện triệu chứng rồi thì với cái tuổi này thì bác sĩ nghĩ cô cũng nên một lần đến bệnh viện để chúng ta thăm khám và chúng ta có được một cái xác định lại cái tình trạng sức khỏe của mình. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng cái giải pháp từ thảo dược thì cô nên chú ý là chúng ta nên tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Hiện nay thì chúng ta có sẽ uống trong vòng 10 ngày đầu để chúng ta sẽ uống 3 viên sáng và 3 viên chiều. Sau 10 ngày đó mà nếu chúng ta thấy bắt đầu triệu chứng cải thiện, có nghĩa là chúng ta đã đáp ứng với cái liệu pháp điều trị rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang 2 viên sáng và 2 viên chiều. Và cô nên duy trì khoảng 3 đến 6 tháng. Khi duy trì như vậy thì nó sẽ giúp cho tránh tái phát những cái triệu chứng mà đi tiểu nhiều lần sau này. Và sau khi mà qua cái quá trình điều trị từ 3 đến 6 tháng rồi, cô có thể ngưng. Và chúng ta sẽ duy trì chế độ tập luyện cũng như chế độ dinh dưỡng. Cái quan trọng đối với nữ giới của chúng ta là không nên để thừa cân quá nhiều. Vì nếu thừa cân cũng là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta dễ bị mắc phải những cái căn bệnh này. Thì bác sĩ mong rằng chia sẻ này sẽ giúp cho cô thứ nhất là nắm được cái cách điều trị coi bệnh căn bệnh của mình. Cái thứ hai là chúng ta sẽ xác định được cái tình trạng bệnh lý của mình cho đúng và chúng ta sẽ có một cái phương pháp điều trị cho tích cực hơn. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác Sơn rất là nhiều. Như vậy thì cô Chi ơi, sau khi mà lắng nghe những lời chia sẻ đến từ bác Sơn á, thì cô nên tìm kiếm những cái phương pháp điều trị đúng vào cái căn nguyên gây bệnh á, thì mới có thể mang lại hiệu quả. Và cụ thể là cái tình trạng là tiểu đêm nè, tiểu nhiều lần hay là đi tiểu liên tục mà cô đang gặp phải có nhiều khả năng là do hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, thì tốt nhất là mình nên đi thăm khám bác sĩ để có thể là kiểm tra xem là các cơ quan khác ra sao. Nếu như mà mọi thứ bình thường thì cô có thể là sử dụng ngay sản phẩm ít niệu khang có chứa nguyên liệu Golet bao gồm chiết xuất hạt bí đỏ Pepo và mâm đậu nành để có thể sớm kiểm soát được cái rối loạn tiểu tiện khó chịu cô nha. Và ngay bây giờ thì cô cũng có thể là tranh thủ ngay lúc này gọi đến tổng đài miễn cước 1800 6723 để được tư vấn chi tiết hơn và đặt mua sản phẩm ít niệu khang cũng như là tận hưởng những cái ưu đãi hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay, và quà tặng giá trị lên tới là 600.000 đồng lần ạ. Cho nên là cô tranh thủ nha, tại vì hết chương trình là hết khuyến mãi đó. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với vị khán giả tiếp theo. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Alo. Alo, dạ xin chào cô ạ.
Dạ, không biết mình có vấn đề gì có thể là đặt câu hỏi để được bác sĩ tư vấn ạ. Có nghĩa là mình là bị tiểu không kiểm soát mà năm 2016 á. 2016 là mình bị bệnh đó. Rồi xong rồi đó, đi bệnh viện Bình Dân thì mình, bác sĩ cho đặt lưới á. Dạ. Đặt lưới thì năm nay cũng 7-8 năm rồi nhưng mà bây giờ nó bị lại. Dạ. Nó bị lại thì bây giờ hỏi bác sĩ có uống thuốc này được không? Dạ vâng. Uống thuốc hay là đi đặt lại lưới? À, dạ vâng, bây giờ bác sĩ đang cho bác sĩ hỏi một tí là hiện nay cái đi tiểu của cô ban ngày với ban đêm nhiều lắm không cô? Dạ, đi ngày chắc đêm thì 3-4 lần, ngày thì khoảng hơn 10 lần. Hơn 10 lần, mình có bị tiểu són không? Mỗi lần không, mình... bây giờ nó tiểu nhiều chứ chưa. Chưa có tiểu són ha. Ngoài ra thì cô còn có bị bệnh gì khác nữa không ạ? Ví dụ như mình bị tăng huyết áp hay đái tháo đường gì không cô? Không. Không có gì ha. Dạ. Hiện nay thì mình có thừa cân nhiều không cô nhỉ? Không. Nó nghĩa là mình cái thể tạng mình nó có nhìn nó có đẩy đà lắm không? 1,5 kg. À. 1,5 kg mà 55 kg. 1,5 kg mà là dạ rồi. Vâng, bác sĩ chia sẻ như thế này nha. Với trường hợp của cô đó thì đã đặt lưới một lần rồi. Đây là một cái giải pháp mà đã giúp cho cái hoạt động của cơ bàng quang nó được trở lại. Tuy nhiên đó là cái dùng dụng cụ để hỗ trợ. Còn cho đến hiện nay với cái trường hợp của cô là đang có cái tình trạng là nó bị lại. Tại vì theo cái thời gian thì cái bàng quang của chúng ta nó lại lão hóa dần đi. Thì bây giờ bác sĩ nghĩ trong trường hợp của cô là cô có thể sử dụng cái giải pháp ít niệu khang để cho cái tình trạng hiện nay của mình. Khi cô sử dụng trong vòng là 10 ngày, 3 viên buổi sáng và 3 viên buổi chiều mà cô thấy cái tình trạng đi tiểu của mình nó bắt đầu nó có cải thiện rồi đó thì cô kiên trì sử dụng. Vì cái tình trạng mà bàng quang cái tăng hoạt của cô hay bàng quang kích thích của cô này đã bị rất là lâu rồi. Nên cô nên chú ý ha. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng không được chủ quan nữa. Khi dùng ít niệu khang có hiệu quả rồi thì chúng ta cũng phải chú ý đến cái chế độ tập luyện. Chế độ tập luyện là một chế độ rất là quan trọng, nó giúp cho cái phục hồi lại các cái cơ của mình luôn. Thành ra cô nên chú ý. Thì trong trường hợp của mình cô có thể là đi bộ cũng được, đi tập thể dục và chạy bộ cũng được. Còn nếu không thì chúng ta tập những cái phương pháp thể dục buổi sáng kết hợp với những cái giải pháp mà lúc nãy bác sĩ chỉ đó là buổi tối và trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy chúng ta đạp xe đạp trên không với lại chúng ta tập cái cơ đáy chậu cũng giống như là chúng ta tập nín tiểu. Cái quan trọng là như thế này, chúng ta phải tập một cách đều đặn để giúp cho các cái cơ của chúng ta nó vận động tốt. Khi cô tập luyện như vậy thì cái bàng quang nó cũng cái thần kinh của bàng quang nó sẽ cũng được cải thiện tốt hơn. Rồi cái thứ hai nữa là cô nên hít thở sâu. Vì cái phương pháp hít thở sâu là một trong những cái giải pháp mà giúp cho cái hệ thần kinh của chúng ta nó được điều hòa. Đây là một cái phương pháp mà nó làm lấy lại cái quân bình của hệ thần kinh. Nên khi mà cô vừa tập cái đạp xe đạp, cô vừa hít vào thật là sâu, xong cô thở ra thật là sâu. Và mỗi ngày như vậy thì nó sẽ giúp cho có cải thiện cái tình trạng bệnh lý của mình. Thì bác sĩ mong rằng bác sĩ sẽ nhận được cái tin vui của cô trong một thời gian sắp tới. Là vì với trường hợp của cô thì bác sĩ nghĩ sẽ phù hợp với cái giải pháp ít niệu khang ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác Sơn rất là nhiều và hy vọng là cô cũng có thể là lựa chọn. Và Quang Quý cũng xin được nhắc lại là trong khoảng thời gian là 1 tiếng 15 phút phát sóng của chương trình á, thì nếu như mà cô gọi điện thoại đến tổng đài để có thể là được tư vấn á, và cũng như là đặt được những sản phẩm ít niệu khang á, thì chúng ta sẽ có một cái chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn là mua 4 tặng 3, giá trị quà tặng lên tới là 600.000 đồng. Cho nên là hy vọng là cô cũng có thể là tranh thủ trong chương trình ngày hôm nay nha. Và chúng ta có thể thấy là cái tình trạng mà tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són hay là bàng quang tăng hoạt OAB á, thì hoàn toàn có thể kiểm soát hiệu quả nếu như mà lựa chọn được cái phương pháp điều trị phù hợp, có cơ chế tác động toàn diện và rõ ràng vào căn nguyên gây bệnh. Vì vậy khi có những rối loạn trên thì quý vị chúng ta đừng lo lắng quá nha. Mình đầu tiên hết luôn là phải đi khám cái đã. Mình đi khám tại các cơ sở y tế lớn và uy tín nè, giữ tinh thần lạc quan tích cực điều trị như là tư vấn của bác Sơn, và chúng ta cũng có thể là lựa chọn được là những cái sản phẩm hay là cái giải pháp từ thảo dược. Và trong số đó thì ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị là ít niệu khang với thành phần chính là hạt bí đỏ Peppo và mầm đậu nành. Và cụ thể là hạt bí đỏ Peppo là cái giống bí đỏ có hàm lượng là phenolic cao nhất trong các loại bí đỏ. Phenolic thì có vai trò quan trọng trong điều trị các rối loạn tiểu tiện như là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són.
và đặc biệt là được chiết xuất bằng công nghệ là chiết tinh khiết là Hyper Pure của hãng dược phẩm là Frutarom của Thụy Sĩ, thưa quý vị, và giúp chiết tối đa các hoạt chất ở phía bên trong và từ đó còn loại bỏ các tạp chất ở trong nguyên liệu nữa, đảm bảo là thành phần trong sản phẩm chứa hoạt chất phenolic tinh khiết nhất. Còn mâm đậu nành thì ở bên trong sẽ có chứa là isoflavone, giúp tăng sức bền cho cơ sạn chậu, nâng đỡ bàng quang. Sự kết hợp của bộ đôi nguyên liệu này đã tạo ra công thức Goles giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không kiểm soát trong hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB ở cả nam và nữ. Và khi mà được chuyển giao về Việt Nam thì các nhà khoa học nước ta đã kết hợp Goles với cao độ trọng và cả L-carnitine và tạo thành một cái viên uống thảo dược rất là tiện dụng mang tên là ít niệu khang, giúp phục hồi chức năng bàng quang và nâng cao hiệu quả cải thiện các rối loạn tiểu tiện và cả hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Và đặc biệt thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, ít niệu khang đang có ưu đãi đặc biệt Tân Xuân Vui Khỏe mùa 4 tặng 3, có tặng lên tới 600.000 đồng cho 100 khách hàng đầu tiên gọi tới tổng đài 1800 6723 đặt mua ít niệu khang. Cụ thể, khi mua 4 hũ ít niệu khang 80 viên, quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp ít niệu khang 20 viên và tặng thêm một chai xịt hồng thảo dược bảo khí khang giúp giảm đạm họ khó thở trị giá 135.000 đồng. Số lượng quà tặng có hạn, cho nên là quý vị ơi, chúng ta hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin được nhắc lại 1800 6723 để có thể được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm và chương trình ưu đãi mua 4 tặng 3 quý vị nha, với giá trị quà tặng lên tới là 600.000 đồng. Và giống như là Quang Quý nói ngay từ đầu chương trình của chúng ta, thì cái việc mà chia sẻ về cái chuyện đi tiểu là một vấn đề rất là tế nhị. Cho nên là nếu mà quý vị ngại, không sao hết, chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ ẩn danh tới chương trình nha. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ thêm vị khán giả tiếp theo để xem là đang có vấn đề gì sức khỏe cần được bác Sơn hỗ trợ. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Alo, chào bác sĩ ạ. Dạ, xin được chào vị khán giả. Mình có vấn đề gì có thể đặt câu hỏi ạ? Xin bác sĩ cho hỏi một tí là con của tôi đó, năm nay nó 10 tuổi, con trai, mà ban ngày là bé đi tiểu liên tục luôn bác sĩ. Đi học cũng vậy, đi học cũng vậy, một tiết học của bé chừng khoảng 40-45 phút, bé học tiểu học. Mà bé cũng nhiều khi đi tiểu một lần, hai lần, mà suốt từ sáng đến chiều bé nói là bé đi tiểu rất là nhiều lần. Nhưng mà khi mà tối về nhà thì tôi thấy bé chừng khoảng 5 phút, 10 phút là bé đi vô toilet đi tiểu, 5 phút, 10 phút là bé đi toilet đi tiểu hoài. Thì tôi có hỏi bác sĩ, thì bác sĩ cho cái giấy đi lên phòng khám để thử nước tiểu. Thì đem về thì nước tiểu, bác sĩ nói thì nước tiểu bình thường, không có gì hết. Cứ cho bé uống nước nhiều vô để bé lọc ra, mà càng uống nhiều thì bé càng đi tiểu nhiều. Bởi vì thành ra tôi không biết sao. Giờ chưa có đi khám bác sĩ nào. Hỏi bác sĩ mà thường khi mà bác sĩ nhi đồng á của bé, thường khi bé đi khám á thì là bé thì bác sĩ nói bình thường. Mà bây giờ bé nó cứ đi tiểu như hoài mà. Trong trường á thì bé nói bé đi nhiều thì mình không biết, nhưng mà thực tế tối về là bé đi rất là nhiều, ví dụ như 5 phút, 10 phút, 15 phút là bé đi liên tục cho tới ngủ. Nhưng mà được có một cái là khi ngủ quá là ngủ tới sáng, không có đi tiểu. Thì bởi vì giờ muốn hỏi ý kiến bác sĩ. Đầu tiên là bác sĩ hỏi một tí là cháu bé nhà chị nó có thừa cân lắm không? Cái thứ hai là mỗi lần đi tiểu như vậy thì cái lượng nước tiểu của cháu bé nó có nhiều lắm không? Alo. Alo. Dạ, bé nó khoảng 50, nó cũng dư cân chút xí là bé nó 1m49. Dạ vâng. Là bé nó cao 1m49 và bé nó khoảng 53kg đó bác. Dạ vâng. Cháu nó có vận động nhiều không chị? Dạ, nó chơi rất là nhiệt tình, nó vận động nhiều Dạ vâng. Và cái cháu nó hay uống những cái nước ví dụ như có ga hay là những nước này nhiều không? Dạ, thỉnh thoảng thì bé thèm thì cho bé uống, chứ mấy năm nay là cấm bé không cho bé uống luôn đó. Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà chị thấy cháu đi về đó chị, bây giờ thì chị chú ý một tí xem là cái lượng nước tiểu của cháu nó có nhiều không. Tại vì thật sự ra đó là nếu mà ban đêm nguyên một đêm cháu đi ngủ, cháu không có đi tiểu đêm, và cháu cũng không có hề đái dầm hồi trẻ phải không, hồi nhỏ nhỏ phải không, thì nó có một cái như vậy là đối với những cái cháu bé đó, thật sự ra cái hội chứng bàng quang tăng hoạt hay kích thích đó, thì đa phần nó gặp trên cái người lớn tuổi. Nhưng mà có một số những người trẻ đó vẫn có thể gặp cái hội chứng bàng quang tăng hoạt ở một cái thời điểm là khi nó có một cái căng thẳng, một cái lo lắng, một cái stress. Ví dụ như có những cháu bé mà khi nó vô phòng thi nó cứ xin đi tiểu hoài
là tại vì nó lo có cái bàng quang của nó, cái thần kinh nó sẽ kích thích và nó làm đi tiểu. Nên đối với cháu bé của chị đó thì bác sĩ nghĩ là chị nên có một cái chế độ giảm cân cho cháu, là nên hạn chế những cái chất ngọt, những cái chất béo và những cái chất mà có nhiều tinh bột, chị giảm bớt lại là một. Cái thứ hai là chị cho giảm bớt những cái thức uống mà nó có nhiều, ví dụ như hiện nay mấy cháu hay nó uống là trà sữa nè, hoặc là những cái nước Coca-Cola, hoặc là những cái nước có nhiều ga đó, thì chị nên hạn chế lại cho cháu, là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là nên cho cháu tập thể dục. Thật sự ra đối với cháu 10 tuổi đó thì cũng không cần tập thể dục gì nề đâu, chị có thể cho cháu nó tập chạy bộ ở trong nhà cũng được. Thì những cái động tác đó nó sẽ giúp cho cháu đó, nó cải thiện lại cái gọi là cái hệ thần kinh của cháu. Như bác sĩ vừa chia sẻ, khi đi tập chạy thể dục như vậy đó, cháu nó phải hít thở sâu. Và khi nó hít thở như vậy nó sẽ giúp cho điều hòa lại cái hoạt động thần kinh. Vậy thì nếu nó cháu nó ổn định lại cái cân nặng nè, cháu nó ổn định lại cái hệ thần kinh thì tự động cái đi tiểu của nó sẽ ổn lại. Và cháu sẽ chỉ cháu bằng cách như thế này. Mỗi lần ở vào lớp mà học á, thì nếu mà mỗi lần mà mắc đi tiểu, cháu thử hít thở xem và làm một cái công việc khác thì tự động cháu nó sẽ quên đi. Người nhà chắc là phải hỗ trợ cho cháu bé rất là nhiều. Là vì với cái tình trạng nhiều khi đi học mà có nhiều cháu bé hiện nay nó rất là căng thẳng, nó lo lắng nhiều á, hoặc là nó có những cái nó chơi nhiều, nó ham chơi và nó lo những cái chuyện đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái đi tiểu. Thì bác sĩ nghĩ chị nên điều chỉnh lại một tí xíu. Và nếu mà khi mình điều chỉnh như vậy mà mình thấy cái tình trạng đi tiểu của cháu bé nó ổn định, có nghĩa là cái nó cải thiện rồi đó, thì chị nên duy trì cái chế độ tập luyện cho cháu. Và cũng không nên để tăng cân quá nhiều. Vì hiện nay các cái cháu mà trẻ trẻ đó, nhà mình đó, nó hay thừa cân. Và thừa cân cũng là một yếu tố làm cho cháu ít vận động. Và ít vận động là một yếu tố nó ảnh hưởng đến cái bệnh lý này cũng nhiều. Thật sự ra thì cái này nó chỉ xảy ra trong một thời gian thôi. Và sau đó nó cũng sẽ lui đi. Nhưng mà nếu mà chị cố gắng tập cho cháu thì nó sẽ ổn định hơn trong cái giai đoạn này. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác Sơn rất là nhiều ạ. Và chúng ta có thể thấy là những cái hội chứng này rất có thể là xuất hiện ở trên nhiều đối tượng khác nhau, đúng không ạ? Cho nên là điều mà quan trọng nhất là chúng ta phải theo dõi thật là kỹ sức khỏe, và cũng như là mình xác định đúng được cái bệnh đó là cái gì, cái vấn đề đó là cái gì, rồi chúng ta mới có thể là mình lựa chọn cái phương cách một cách phù hợp. Và với những cái trường hợp như thế này mà chúng ta đã bàn luận thì chúng ta cần phải phục hồi cái chức năng về cái bàng quang, và từ đó thì giảm tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không kiểm soát và hội chứng tăng bàng quang tăng hoạt OAB, đặc biệt là ở những người lớn tuổi. Thì chúng ta cũng có thể là tham khảo sử dụng những cái sản phẩm có nguồn gốc thảo dược chứa Goles, được chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành. Và trong số đó thì ít niệu khang là một sản phẩm được đánh giá cao qua nghiên cứu và chứng minh rất là hiệu quả. Cụ thể là sau 3 đến 4 tuần thì cái số lần tiểu đêm á, giảm còn 0 đến 1 lần thưa quý vị. Cả ngày thì sẽ đi tiểu dưới 8 lần. Sau 3 đến 6 tháng thì số lần đi tiểu trở về bình thường và không còn tiểu sóng, tiểu không kiểm soát. Và để đạt được hiệu quả tốt nhất thì nhà sản xuất cũng khuyến cáo người bệnh nên dùng đủ lộ trình từ 3 đến 6 tháng, sẽ giúp tăng khả năng đàn hồi cơ bàng quang, duy trì sự ổn định lâu dài của bàng quang và đồng thời giúp giảm tái phát rối loạn tiểu tiện. Và ngay trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng cũng có ưu đãi đặc biệt Tân Xuân Vui Khỏe mua 4 tặng 3, có tặng lên tới 600.000 đồng cho 100 khách hàng đầu tiên gọi tới tổng đài 1-800-6723 đặt mua ít niệu khang. Cụ thể khi mua 4 hũ ít niệu khang 80 viên, quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp ít niệu khang 20 viên và tặng thêm một chai xịt họng thảo dược bảo khí khang giúp giảm đàm ho khó thở trị giá 135.000 đồng. Số lượng quà tặng có hạn cho nên là quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại miễn cước 1-800-6723. Xin được nhắc lại 1-800-6723 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm cũng như là chương trình ưu đãi mua 4 tặng 3, giá trị quà tặng lên tới là 600.000 đồng quý vị nha. Và thưa quý vị, thông qua những chia sẻ của các khán giả từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta thấy được là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp gây rất là nhiều phiền toái trong đời sống của chúng ta và ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người mắc, đúng không ạ? Và sau đây sẽ là một phóng sự chia sẻ về câu chuyện của một nhân vật đã tìm ra được lối thoát cho tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu sóng, tiểu không tự chủ một cách hiệu quả và an toàn. Sau hơn chục năm chịu đựng khổ sở vì các rối loạn tiểu tiện này thì cuối cùng nhân vật của chúng ta cũng có một đêm ngủ ngon, thoải mái giao lưu vui chơi và đặc biệt là đi du lịch đó quý vị. Đó là một trong những vấn đề mà những người bị tiểu nhiều lần rất là khó chịu. Và không dừng lại ở đó, các ông các bà thì còn có thể là phụ giúp con cháu trong công việc gia đình. Xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi hành trình phục hồi sức khỏe của nhân vật này để có thêm kinh nghiệm cho bản thân thông qua đoạn phóng sự ngay sau đây. Đến Bình Dương, chúng tôi có dịp ghé thăm cô Loan, nhìn cô hoạt bát, nhanh nhẹn, lúc nào cũng luôn tay luôn chân, nói cười ở tiệm tạp hóa nhỏ. Mấy ai nghĩ trước đây cô từng suy sụp, sụt cân, người gầy rộc vì chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, đeo bám hơn chục năm. Chia sẻ về quãng thời gian bệnh đeo bám,
ánh mắt cô không khỏi được buồn. Tiểu đêm này tôi cũng khổ lắm. Từ ngày mà tôi phát bệnh là đêm tôi đi tiểu khoảng 5 lần, ban ngày thì 6-7 lần. Trong thời gian đó tôi thấy nó mệt mỏi của người lắm. Ăn uống ăn ít lắm. Ngủ thì cô không được, tại vì đi tiểu hoài ngủ đâu có được. Rồi công việc hàng ngày thì tôi cũng không làm được nhiều. Cũng như bán hàng tôi không có bán. Từ khi mà tôi bệnh đi tiểu đêm đó, ăn uống tôi cũng kiêm khen lắm, chứ không phải là ăn uống tự do. Rồi trong lúc những đi khi du lịch hay là đi chùa rồi đó, tôi cũng ngại đi lắm. Tại vì mình đi tiểu hoài trên xe nó ngại. Tôi có đi khám bác sĩ, thì bác sĩ bảo là tôi bị hội chứng bàng quang. Rồi bác sĩ cho tôi thuốc tôi uống. Trong thời gian mà tôi dùng thuốc Tây á, thì nó lại tái đi tái lại hoài, chứ nó không có hết. Thí dụ dùng thuốc á, thì nó cũng bớt chút đỉnh thôi. Cô Loan quyết tâm tìm hiểu giải pháp thảo dược an toàn để với mong muốn kiểm soát căn bệnh phiền toái này. Mắc bệnh hơn chục năm, cô Loan thấm thía nỗi khổ ăn không ngon, ngủ không yên của người đi tiểu nhiều lần. Và niềm vui đã trở lại với cô Loan khi cô tìm được thầy, được thuốc để thoát khỏi vòng luẩn quẩn bấy lâu nay. Từ ngày bác sĩ tư vấn cho tôi có dùng sản phẩm ít niệu khang, có chứa chất colet từ thủy sĩ, chiết xuất từ mầm đậu nành và bí đỏ. Sản phẩm này được kiểm chứng hiệu quả 96%. Tôi rất an tâm dùng sản phẩm này. Từ ngày tôi dùng cái sản phẩm ít niệu khang này, tôi thấy con người khỏe. Bằng ngày tôi đi khoảng 4 lần thôi. Sản phẩm này tôi dùng tôi thấy tốt. Phụ con cái bán hàng vui vẻ và được đi du lịch. Không phải lo sợ, tôi sẽ sử dụng lâu dài. Tôi cũng cảm ơn bác sĩ và cái chương trình này đã giúp cho tôi cải thiện tốt. Giờ đây cô Loan vui lắm, cô ăn được ngủ được, vóc dáng đã đẹp như xưa. Cô chỉ tiếc là không biết tới giải pháp ít niệu khang chứa Goldest, chiết xuất hạt bí đỏ và mâm đậu nành sớm hơn. Bây giờ ai gặp cũng khen cô Loan da dẻ hồng hào, sức khỏe cải thiện, cô mừng lắm. Và thưa quý vị, đó chính là một câu chuyện về một nhân vật thật mà chúng tôi mong muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thật sự là đối với những người lớn tuổi, sau khi mà chúng ta đã về hưu rồi đó, không còn hoạt động hay không còn lao động gì nhiều á, thì cái điều mà chúng ta muốn là gì ạ? Đó chính là ăn được ngủ được, đúng không ạ? Có câu người ta hay nói là ăn được ngủ được là tiên, đúng không bác Sơn? Và nếu như mà mình cứ tiểu đêm, tiểu gấp, rồi tiểu xón, tiểu nhiều lần như vậy thì làm sao đêm chúng ta ngủ được? Và đêm mà không ngủ được là chắc chắn là sức khỏe của chúng ta không có tốt rồi. Nếu như mà quý vị khán giả nào đang gặp tình trạng giống như vậy và đang ngồi trước màn ảnh nhỏ của chúng ta và mong muốn tìm được một cách thức, thì ngay lập tức chúng ta cũng có thể là tương tác cùng với chương trình để có thể được bác Sơn, một chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm, để có thể hỗ trợ tất cả quý vị nha. Thà là muộn còn hơn là không bao giờ, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với vị khán giả tiếp theo và bác Sơn sẽ tiếp tục hỗ trợ quý vị. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Alo. Dạ, Quang Quý xin chào ạ. Không biết là vị khán giả có vấn đề gì thì có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ tư vấn ạ. Vâng ạ, em đang xem chương trình tư vấn trực tiếp này. Dạ rồi. Em năm nay 60 tuổi mà em dính đi, em mắc cái bệnh là đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu xón và tiểu không tự chủ ạ. Dạ vâng. Vâng, em muốn bác sĩ tư vấn cho em. Vâng, cô đã đi khám lần nào chưa? Cô đi khám trước vài lần thì có lần thì người ta bảo mình là nhiễm khuẩn đường tiết liệu. Dạ vâng. Xong, rồi sau đi khám thì lại không làm sao. Thì cái đợt mới rồi đi khám cái hôm trong năm thì là xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu, mới lại đi nội soi băng quang, là không có bệnh gì nên thay thuốc, không cho đơn thuốc ạ. Dạ vâng. Ngoài cái mà đi tiểu ra, cô còn bị bệnh gì khác nữa không cô? Ví dụ như huyết áp tăng hay là tiểu đường hay là đau nhức xương khớp gì không? Cô không huyết áp mà cũng không tiểu đường. Dạ vâng. Đau nhức xương khớp thì chắc là cũng có đôi lúc có chút chút. Dạ vâng. Hiện nay thì mình có thừa cân lắm không cô nhỉ? Cô không thừa cân vì là cô cao 1m6 mà cô được có 45-46 cân. Dạ vâng. Dạ thì cũng hơi ốm ốm một tí. Mà cô lại có cả cái bệnh là táo bón nữa. Bệnh gì ạ? À? Quý nghe rõ không? Dạ, cô bị bệnh táo bón nha. À, táo bón. À, dạ vâng. Dạ vâng rồi, táo bón. Bác sĩ chia sẻ như thế này. Một trong những nguyên nhân mà các cái nhà khoa học người ta thấy là cái hội chứng bàng quang tăng hoạt nó sẽ nặng lên khi chúng ta táo bón thường xuyên.
Và khi chúng ta bị táo bón thường xuyên thì thường thường chúng ta phải rặn nhiều. Mỗi lần chúng ta đi vệ sinh chúng ta phải rặn. Và mỗi lần như vậy thì chúng ta sẽ tác động lên làm tăng cái áp lực ở trong cái ổ bụng của mình. Và khi đó nó sẽ làm cho cái cơ ở đáy chậu của chúng ta nó sẽ yếu đi. Cái khi chúng ta lớn tuổi, cái thứ hai nữa, cái cơ bàng quang của chúng ta nó tăng áp lực và nó gây rối loạn. Nên đầu tiên á, cái quan trọng của cô là sẽ phải giải quyết cái tình trạng táo bón. Đối với cái người lớn tuổi của chúng ta thì thường thường bác sĩ chia sẻ đầu chương trình là chúng ta ít ăn những cái thức ăn mà có nhiều rau củ quả. Thật ra trong rau củ quả thì chúng ta ăn á, thì chúng ta ăn sẽ có những cái chất xơ. Và những cái chất xơ đó nó sẽ giúp cho chúng ta là gì, có cái lượng phân đủ để chúng ta có thể đi tiêu hàng ngày. Và nếu chúng ta ăn thiếu thì khi đó nó sẽ không đủ lượng phân và chúng ta không đi được. Như vậy cô nên tăng cường. Ngoài ra thì chúng ta có thể ăn thêm nào là khoai lang một ít nè, bắp nè, ngô đó, hoặc là những cái ví dụ như hoặc những cái hạt đậu vân vân rất là nhiều. Cô có thể ăn dặm trong ngày để cho chúng ta có tăng cường thêm những cái chất này. Cái thứ hai nữa là chế độ ăn của chúng ta thì trong đó thì chúng ta nên có tăng cường các cái rau xanh nhiều. Và trong cái rau xanh á thì nó có vừa có cái chất là chất xơ mà lại vừa có cái chất chống lão hóa, có nghĩa là chất chống oxy hóa và các cái chất gọi là các cái yếu tố vi lượng, các cái chất khoáng, vitamin. Nó rất là tốt cho sức khỏe của người lớn tuổi và đặc biệt là nếu chúng ta bị có hội chứng bàng quang tăng hoạt nữa thì cô nên tăng cường rau củ quả thêm trong cái chế độ ăn của mình. Cái thứ hai nữa là với cái trọng lượng của cô thì hơi ốm một tí đó, cô có thể ăn một cách thoải mái thôi. Nhưng mà chúng ta hạn chế những cái thức ăn mà quá ngọt hoặc là những thức ăn quá béo. Chúng ta tăng cường những cái chất đạm lên ha cô nha. Rồi ngoài ra thì cô phải uống đủ nước. Nếu chúng ta ở những cái vùng mà nóng quá hoặc là chúng ta làm việc ở ngoài trời nhiều thì chúng ta phải tăng cường lượng nước trong ngày. Chúng ta có thể với trường hợp của cô có thể uống buổi sáng một ít cái nước trà cũng được, nhưng trong ngày chúng ta nên uống nước lọc là đủ rồi. Nếu chúng ta có nước trái cây trong ngày thì càng tốt, một ly trong một ngày thì như vậy nó sẽ giúp cho sức khỏe của mình tốt hơn. Đó là cái về cái chế độ ăn. Chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện. Chế độ tập luyện rất quan trọng đối với cô và giúp cho cô đi tiêu mỗi ngày luôn. Là cô sẽ tập cái động tác mà bác sĩ chia sẻ là khi đi ngủ dậy và trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy cô sẽ làm nằm và cô sẽ đạp xe đạp. Khi cô đạp như vậy nó sẽ giúp cho cái cơ bụng của mình nó massage và như vậy nó sẽ làm cho cô sẽ dễ đi vệ sinh hơn. Vì khi chúng ta massage cái bụng thì nó sẽ làm kích thích cái ruột của chúng ta là gì? Hoạt động. Và khi như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta lâu dần chúng ta sẽ đi tiêu tốt hơn. Cái thứ hai, cái động tác thứ hai là động tác mà chúng ta nằm và chúng ta co chân vào và chúng ta nâng cái mông lên thì nó sẽ giúp cho cái cơ đáy chậu của mình chắc. Và với trường hợp của cô thì bác sĩ nghĩ là cô nên tập cái này nhiều lần thì trong ngày thì như vậy nó sẽ giúp cho cô có được thứ nhất là sẽ đi tiêu đều đặn mỗi ngày và cái thứ hai nữa là giúp cho cái cơ đáy chậu và cái đi tiểu của mình. Và đặc biệt trong trường hợp của cô thì mình chú ý mỗi lần mà hơi mắc đi tiểu một tí thì cô sẽ ngồi hít thở sâu một chút. Và cô sẽ tập cái động tác đó. Nếu mà cô thấy cô hít thở sâu vài cái mà cô thấy bình thường, cô không mắc đi tiểu nữa thì cô lại tiếp tục duy trì và cô nín tiểu. Đến khi nào mình mắc đi dữ dội thì mình mới đi. Đó là một cái phương pháp tập luyện. Rồi ngoài ra thì với cái phương pháp tập luyện riêng cho cái bàng quang á, thì cô phải tập thể dục đều mỗi ngày. Thật ra thì ở nhà mình chỉ có cần đi bộ và đưa đi, vừa đi mình vừa giống như là đưa tay đưa lên xuống để tập cho cái động tác và vừa hít thở thôi. Những cái động tác này sẽ giúp cho cái cơ thể mình nó điều hòa lại cái hoạt động của cơ thể. Bên cạnh đó thì trường hợp của cô thì bác sĩ nghĩ cô sẽ thích hợp để sử dụng cái ít niệu khang. Vì trong ít niệu khang nó vừa có cái nguyên liệu golet là vừa có cái hạt bí chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu nành. Còn có thêm cái cao độ trọng và L-carnitin. Đây là những cái dược thảo mà rất là tốt cho cái người lớn tuổi, đặc biệt là nữ giới của chúng ta. Và nếu mà cô sử dụng như vậy thì trong vòng từ 1 đến 2 tuần mà cô thấy cái tình trạng đi tiểu của mình cải thiện rồi thì cô nên kiên trì sử dụng tiếp tục từ 3 đến 6 tháng để cho cái tình trạng của bàng quang mình nó phục hồi cô nha. Và khi mà nó đã phục hồi một cách hoàn toàn rồi đó thì cô có thể ngưng và sau đó cô vẫn duy trì chế độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng của mình. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cô tránh tái phát hoặc là chậm tái phát những cái bệnh lý là của hội chứng bàng quang tăng hoạt. Thì bác sĩ mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho cô là gì? Sẽ giải quyết cũng như là thoát khỏi cái hội chứng bàng quang tăng hoạt. Riêng với cái đau nhức xương khớp, nếu cô tập luyện như thế này luôn thì nó sẽ giúp cho xương khớp của cô trở nên là gì? Điều hòa hơn và như vậy nó cũng sẽ làm hạn chế cái cơn đau của xương khớp của cô. Dạ vâng.
Dạ vâng ạ, cảm ơn bác Sơn tư vấn rất là kỹ dành cho vị khán giả vừa rồi. Và chúng ta thấy là những cái giải pháp mà chúng ta sử dụng thảo dược trong điều trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần hay là bàng quang tăng hoạt OAB á, thì đang rất là được ưa chuộng hiện nay. Và cũng chính vì cái lý do đó cho nên là thị trường có rất là nhiều những cái loại sản phẩm khác nhau, đúng không ạ? Và nếu như mà quý vị chúng ta muốn lựa chọn một cái sản phẩm phải nói là đảm bảo chất lượng và an toàn thì Quang Quý cũng lưu ý đến cho tất cả quý vị một vài cái tiêu chí như sau nha. Đầu tiên là chúng ta coi cái sản phẩm đó có cấp phép của Bộ Y tế hay không. Đây là một cái điều kiện tiên quyết để có thể là mang những cái thuốc đó chúng ta bỏ vào cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Tại vì đó là một điều rất là quan trọng để có thể đảm bảo sức khỏe. Thứ hai là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Và thứ ba là cái thành phần nguyên liệu ở bên trong đã được nghiên cứu chứng minh có hiệu quả. Và Quang Quý cũng xin được thông tin thêm dành cho tất cả quý vị là với Ích Niệu Khang sẽ là một cái sản phẩm chứa Goles từ Thụy Sĩ, bao gồm chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành, giúp giảm rõ rệt số lần tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không kiểm soát và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Và bên cạnh đó thì sản phẩm cũng đạt chuẩn GMP của Bộ Y tế, an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt trong thời gian phát sóng của chương trình, nhãn hàng Ích Niệu Khang đang có ưu đãi đặc biệt Tân Xuân Vui Khỏe mua 4 tặng 3, có tặng lên tới 600.000 đồng cho 100 khách hàng đầu tiên gọi tới tổng đài 1800 6723 đặt mua Ích Niệu Khang. Và cụ thể như thế này, khi mua 4 hũ Ích Niệu Khang 80 viên, quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Ích Niệu Khang 20 viên và tặng thêm một chai xịt hồng thảo dược bảo khí khang giúp giảm đạm ho khó thở trị giá 135.000 đồng. Số lượng quà tặng có hạn, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6723 để có thể được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng cũng như là chương trình ưu đãi mua 4 tặng 3, giá trị quà tặng lên tới 600.000 đồng quý vị nha. Và tiếp tục quay trở lại chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với vị khán giả tiếp theo. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Dạ alo. Alo, dạ xin được chào dạ, vị khán giả ạ. Dạ xin chào chương trình. Dạ, dạ tôi chào bác sĩ. Dạ. Dạ thưa bác sĩ là tôi á, thưa với bác là tôi uống được Ích Niệu Khang á. Hôm nay là được gần tháng á. Dạ. Thì là tôi thấy là tôi đi tiểu nó dỗ nhiều đó bác sĩ. Dạ, vâng. Trước nay á tôi dạy tôi đi tiểu mỗi đêm á thì khoảng là 5-7 lần. Một tháng nay á thì tôi chỉ dạy khoảng hơi lần thôi. Ngày thì tôi cũng đôi khi thì có buồn đi tiểu liên tục nhưng mà nó cũng không có nhiều như trước ấy. Dạ vâng. Đặc biệt là bây giờ mỗi khi mà tôi buồn tiểu á thì tôi nhận được thêm chút nữa. Giống như là hôm trước là bác sĩ dạng á, khi mà mát á đừng có đi liền á. Dạ. Thì chứ lúc trước là tôi không có đi nhanh á, tôi xón ra quần. Tôi thì tôi cũng định là tôi ngưng thuốc á bác sĩ, tại tôi cũng bớt rồi á. Dạ. Nhiều bạn bè nó nói là bệnh này á mà dễ tới đây tới lợ đó. Cho nên là tôi mong là bác sĩ tư vấn là tôi cần phải dùng thuốc bao nhiêu lao nữa. Dạ. Tức là tôi lồn xô để mà nó không có bị mét lại đó bác sĩ ha. Dạ, tôi cảm ơn ạ. Dạ vâng. Cảm ơn cái chia sẻ của cô. Thì đầu tiên là phải nói đây là một cái gọi là cái tin mừng đối với cô, là vì là cô đã có được cái cải thiện cái tình trạng bệnh lý của mình trong quá trình là sử dụng một tháng. Khi chúng ta sử dụng một tháng thì là nó bước qua cái giai đoạn là chúng ta bắt đầu là cái triệu chứng nó giảm. Tuy nhiên nó chưa hết hẳn đâu. Vì để mà phát triển cái hội chứng bàng quang tăng hoạt không phải là 1-2 ngày là nó phát hiện ra cái hội chứng bàng quang tăng hoạt đâu, mà cái tình trạng mà co thắt của cái bàng quang nó bị ảnh hưởng, hoặc là cái thần kinh cũng như là cái cơ đáy chậu nó theo, nó tích lũy. Người ta gọi là tuổi chồng tuổi. Nên khi chúng ta giải quyết mà chúng ta thấy triệu chứng nó cải thiện rồi thì chúng ta cũng không nên là gì mà gấp gáp quá mà chúng ta ngưng. Tại vì theo cái nghiên cứu của các nhà mà sản xuất á, cũng giống như các nhà khoa học, người ta thấy là chúng ta nên sử dụng liệu trình từ 3 đến 6 tháng để giúp cho chúng ta là ổn định cái hoạt động của hệ thần kinh của cái cơ bàng quang. Cái thứ hai là cái cơ mà nó muốn điều hòa, cũng giống như là muốn giảm đi cái sự co thắt, nó điều hòa hoạt động co thắt á, thì nó phải có thời gian. Khi chúng ta bắt đầu là cái tác động của cái thảo dược lên đó nó đã điều hòa được rồi, mà bây giờ nó chưa có ổn định, mà nếu chúng ta ngưng á, thì nó lại tái phát trở lại. Do đó bác sĩ nghĩ cô nên kiên trì sử dụng ít nhất là 3 tháng. Và sau 3 tháng thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng kết hợp thảo dược á, thì chúng ta phải có một cái chế độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng như bác sĩ đã có hướng dẫn ở đầu chương trình rồi. Thật sự ra là vì sao? Vì khi chúng ta lớn tuổi, chúng ta sẽ không lệ thuộc vào bất kỳ một cái sản phẩm nào hết. Ví dụ như từ thảo dược cho đến thuốc tây hay bất kỳ cái gì mà chúng ta phải chúng ta phải tự tin vào cái bản thân của chúng ta. Và cứ mỗi năm thì cái người lớn của chúng ta sẽ phải già đi một tí.
Và mỗi lần già đi như vậy thì các cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta nó sẽ lão hóa và nó sẽ có thể có những cái thay đổi so với khi chúng ta còn trẻ tuổi. Nên nếu chúng ta tiếp tục duy trì cái chế độ tập luyện, chế độ dinh dưỡng một cách mà gọi là khoa học á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta chậm lão hóa. Và khi chậm lão hóa như vậy thì đối với trường hợp của cô nó sẽ làm giảm đi các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón và tiểu gấp. Và như vậy là sau khi chúng ta đã điều chỉnh cho nó trở lại ổn định rồi đó, thì nếu cô duy trì chế độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng thì nó sẽ tránh là gì? Chậm tái phát hoặc là ít tái phát. Bác sĩ không dám nói là không tái phát là vì mỗi năm chúng ta chồng tuổi lên nữa mà. Nên do đó nếu chúng ta duy trì như vậy thì đôi khi phải 3-4 năm sau. Mà nếu chúng ta tiếp tục duy trì có thể là có những người là hoàn toàn không tái phát lại. Nhưng có một số bác sẽ bị tái phát lại là khi chúng ta lớn tuổi chúng ta bắt đầu giảm chế độ đi, tập luyện đi ha. Hoặc là những cái thay đổi trong cuộc sống hoặc là có những cái stress trong cuộc sống của chúng ta đó. Thì khi đó nó sẽ làm cho chúng ta có thể bị tái phát lại. Và khi tái phát lại thì cũng không lo lắng lắm. Vì nếu là hội chứng bàng quang tăng hoạt thì chúng ta lại tiếp tục một liệu trình trở lại. Thì thường thường thì các nhà khoa học người ta khuyên là nếu chúng ta bắt đầu thấy hơi có triệu chứng khó chịu thì chúng ta nên sử dụng ngay. Và chúng ta nên sử dụng cho đúng liệu trình là từ 3 đến 6 tháng. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta ổn định lại cái hoạt động của cơ thể của mình. Thì bác sĩ mong rằng cái chia sẻ này sẽ giúp cho cô thứ nhất là an tâm để sử dụng. Vì cái liệu pháp mà ít niệu khang có nguyên liệu Golet này đã được các nhà khoa học chứng minh là khi chúng ta sử dụng với cái liều điều trị cho ổn định và trong cái thời gian từ 3 đến 6 tháng thì hầu như nó ít có tác dụng phụ, có nghĩa là nó an toàn và lành tính. Cái thứ hai là nó sẽ giải quyết cho chúng ta các cái triệu chứng và giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống vui vẻ hơn. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác Sơn rất là nhiều. Và quả thật là đối với ít niệu khang và cũng như là các sản phẩm mà chúng ta liên quan tới thảo dược đó thưa quý vị, thì nó sẽ không giống như là Quang Quý có nghe bác Sơn cũng đã chia sẻ nhiều lần rồi là nó không có tác dụng liền như là thuốc tân dược đâu. Nó phải có tác dụng từ từ. Chúng ta không có phải là uống nhiều một lúc mà chúng ta phải uống đều. Cho nên là quý vị chúng ta có một cái câu rất là quen thuộc trong mấy cái quảng cáo đó chính là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, đúng không ạ? Chúng ta hãy đọc kỹ những hướng dẫn ở trong đó và cũng như là những cái lời mà của nhà sản xuất về cái liệu trình như thế nào. Và cũng như bác Sơn đã chia sẻ là cứ uống cố gắng kiên trì từ 3 đến 6 tháng để có thể là đạt được kết quả tốt nhất thưa quý vị. Và đặc biệt là không có tác dụng phụ thì như vậy những người lớn tuổi của chúng ta rất là yên tâm để có thể là sử dụng trong khoảng thời gian lâu dài. Còn ngay bây giờ thì quay trở lại với chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau kết nối thêm một vị khán giả tiếp theo đang chờ đợi ở đầu dây bên kia. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Dạ, chương trình có nghe rõ không ạ? Dạ, rõ ạ. Vị khán giả có vấn đề gì có thể đặt câu hỏi để bác sĩ tư vấn ạ? Dạ, chào cậu, chào bác sĩ. Tôi tên là Thanh Huyền, bác sĩ, năm nay tôi 63 tuổi. Thưa bác sĩ là tôi gọi lên chương trình là tôi xin hỏi là mấy tháng gần đây thì tôi đi tiểu liên tục. Bản ngày cứ ngồi một lát là tôi lại mắc cả bác sĩ. Bắn tối thì khoảng 2-3 tiếng là tôi phải dậy tôi đi tiểu. Bởi vì là nhịn là tực ở dưới cái bụng dưới là tôi không có ngủ được. Trước đấy tôi nghe nhiều người nói là nếu mà đi tiểu như rửa là tôi bị thần yếu. Cho nên là tôi cũng có ra chợ đó, tôi mua khéo về tôi ăn hàng ngày. Rồi tôi uống thuốc bổ thần. Nhưng mà tôi thấy là tôi không có bớt. Và khi hôm nay là gặp được bác sĩ, nhờ bác sĩ là tư vấn giúp tôi là tôi nên dựa bằng cái cách gì á. Dạ, tôi cảm ơn. Cô ơi, cô đã đi khám ở đâu chưa ạ? Dạ, thưa bác sĩ là tại vì con cái nó đi làm xa, tôi ở nhà còn một mình thôi. Cho nên là tôi cũng ngại ra bệnh viện. Mà cái bệnh lý đó nó cũng khó nói á bác sĩ ạ. Dạ, vâng, bác sĩ chia sẻ như thế này. Thật sự ra với cái tình trạng của cô, với cái tuổi và với cái những cái triệu chứng của mình thì bác sĩ nghĩ nhiều đến là đây là cái hội chứng bàng quang tăng hoạt hay hội chứng kích thích, bàng quang kích thích. Đây là một cái hội chứng mà hay thường gặp ở cái người lớn tuổi, đặc biệt là nữ giới của mình nữa. Khi bước vào tuổi mà mãn kinh rồi thì nó cũng hay có những cái dấu hiệu này. Cái thứ hai mà khi mà mắc đi tiểu rồi thì đôi khi chúng ta lại không có thể nào mà nhịn được đâu. Ban đêm đi mà chúng ta muốn ngủ ngon thì chúng ta là phải không mắc tiểu. Chứ mắc tiểu là nó cứ canh cánh, không có ngủ được. Do đó nó sẽ làm cho chúng ta rất là khó chịu. Và thậm chí khi mà chúng ta cố gắng chúng ta nhịn xong rồi chúng ta đứng dậy chúng ta đi gấp gáp, đôi khi lại bị té ngã nữa. Trong trường hợp của cô đó thì nếu chưa đi khám được
Và cô thấy là cái sức khỏe của mình hầu như là không có vấn rối loạn vấn đề gì hết, chỉ có cái tình trạng rối loạn đi tiểu và đôi khi tiểu gấp, tiểu xón thôi. Thì bác sĩ nghĩ nhiều đến cái hội chứng bàng quang tăng hoạt. Thì đầu tiên thì bác sĩ chia sẻ như thế này, cô nên sử dụng cái ít niệu khang. Vì trong đó nó có cái nguyên liệu Golet và cái cao đỗ trọng cũng như cái L-carnitine như bác sĩ chia sẻ rồi. Đây là một cái giải pháp từ thảo dược mà đã có được chứng minh là nó sẽ giúp cho cái tăng cường cái hoạt động của cơ bàng quang. Nên khi cô sử dụng nó sẽ giúp cho cơ bàng quang của người lớn tuổi chúng ta là sẽ là tăng cường cái sự co thắt điều hòa lại. Do đó nó sẽ làm cho chúng ta giảm đi cái tình trạng co thắt cơ bàng quang và chúng ta sẽ giảm cái tình trạng đi tiểu nhiều lần. Cái thứ hai nữa là nếu dùng lâu dài thì nó sẽ giúp cho điều hòa cái thần kinh của cơ bàng quang luôn và nó sẽ cải thiện cái triệu chứng đi tiểu. Tuy nhiên, khi mà cô sử dụng, đặc biệt là nếu mà cô dùng từ 1 đến 2 tuần mà cô thấy bắt đầu triệu chứng cải thiện, có nghĩa là cô có đáp ứng với lại cái sản phẩm từ thảo dược mà có nguyên liệu Golet, thì cô nên tiếp tục duy trì từ 3 đến 6 tháng. Và như vậy nó sẽ giúp cho cô có được một cái hiệu quả điều trị tốt hơn. Bên cạnh đó thì cô cũng nên chú ý là mình nên có chế độ tập luyện cũng như chế độ dinh dưỡng mà bác sĩ chia sẻ ở đầu chương trình rồi đó. Ăn phải tăng rau củ quả nè ha, chúng ta phải tập thể dục một cách đều đặn nè ha. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho cô có được một cái sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên mặc dù là sau khi cô điều trị mà cô thấy nó ổn định rồi thì bác sĩ nghĩ cô cũng nên một lần, nếu khi mà con cái về đến nơi, cô nên nói con cô đưa cô đi đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám và làm xét nghiệm một lần. Vì với cái tuổi 60 mấy trở đi chúng ta nên thăm khám một lần, bác sĩ hay khuyên như vậy để chúng ta biết là ở giai đoạn này cái sức khỏe của chúng ta nó như thế nào rồi. Đây là một cái mốc đánh dấu cái thời gian của chúng ta để cho chúng ta biết. Đó là cái rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là sau khi mà ổn định rồi thì cô vẫn phải tiếp tục cái chế độ tập luyện. Chế độ tập luyện rất là đơn giản, cô có thể đi bộ mỗi ngày, vừa đi vừa hít thở. Cái quan trọng nhất là cái hít thở sâu. Cái phương pháp hít thở sâu là phương pháp rất là quan trọng. Thứ nhất, nó điều hòa hệ thần kinh. Thứ hai, nó giúp cho xoa bóp các cái cơ bụng của mình. Và trong đó nó sẽ giúp cho cái cơ của cái cơ đáy chậu và cơ bàng quang luôn. Và cái thứ ba nữa là nó sẽ giúp cho cải thiện cái hoạt động của cơ thể mình. Tuy nhiên ở đây vì cô có chia sẻ là cô đi mua những cái thuốc mà bổ thận á. Thật sự ra thì theo đông y á, thì khi mà rối loạn cái hoạt động của bàng quang thì cũng có một số trường hợp nó liên quan đến một cái tạng gọi là cái tạng thận theo y học cổ truyền. Và cái tạng thận đó không phải là chúng ta cứ đi mua cái thuốc bổ thận là có thể hết triệu chứng, mà là tùy theo cái triệu chứng mà các thầy thuốc sẽ cho cái thuốc bổ thận loại nào. Nên do đó cô không nên sử dụng bằng cách là chúng ta mua đại. Vì khi chúng ta mua như vậy, nhiều khi nó không có lợi cho sức khỏe mà đôi khi nó lại có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Thì mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp cho cô là nên chúng ta muốn sử dụng hoặc là thuốc Tây hoặc là thuốc dược thảo, chúng ta nên đi khám hoặc là có tư vấn của thầy thuốc. Chúng ta không tự ý mua, như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cô nha. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác Sơn rất là nhiều ạ. Và tiếp theo chương trình chúng tôi sẽ tranh thủ kết nối thêm một vị khán giả nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật nha. Alo. Alo, chào bác sĩ ạ. Dạ. Dạ. Bác sĩ hồi nãy cũng như là tôi có tư vấn là con 10 tuổi nó đi tiểu gì đó thì dạ vâng. Rồi bây giờ bé như vậy rồi có cần phải đi lên bệnh viện mình thăm khám hay là sao không bác? Cái đầu tiên á, cháu bé là 10 tuổi thì khi mà thăm khám thì thường thường thầy bố mẹ nó nên quan sát cháu trước. Tại vì các thầy thuốc khi mà đến khám thì một là sẽ thăm khám, và đôi khi với trường hợp mà chị đã cho cháu đi thăm khám rồi bác sĩ Nhi nói là không có vấn đề gì hết á, hoặc đôi khi làm xét nghiệm cũng không có gì luôn, thì chúng ta phải theo dõi. Ví dụ nói theo dõi thì cũng hơi quá, nghĩa là chúng ta phải chăm sóc cháu một tí, nghĩa là chúng ta quan sát xem là cháu có những cái thay đổi gì đặc biệt trong cái hoạt động không. Và mỗi lần đi tiểu như vậy chị cứ hỏi cháu là cháu đi tiểu cái lượng nước tiểu nhiều không, và nếu lượng nước tiểu nhiều mà cháu uống nước nhiều thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải thay đổi cái thói quen của cháu. Còn nếu cháu đi tiểu không có nhiều mà mỗi lần cháu đi tiểu ít thôi thì có thể đây là một cái sự kích thích. Và với cái tuổi này đó thì thường thường các cháu hay bị là rối loạn kích thích của hệ thần kinh lắm. Cái này là hay thường gặp, nên chị sẽ tập cho cháu bằng cách là chị tập cháu tập thể dục đi. Có thể với cái tuổi này cho cháu đi bơi. Nó sẽ là một cái là điều hòa lại cái thần kinh và tự động những cái triệu chứng này nó sẽ cải thiện thôi chị. Nên không lo lắng nhiều. Còn nếu sau khi chị thay đổi cái thói quen, thay đổi những cái sinh hoạt của cháu hoặc là thay đổi cái chế độ dinh dưỡng rồi mà cháu nó tiếp tục nhiều hơn hoặc nặng hơn thì chị nên đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám. Và như vậy khi đó chị sẽ trả lời cho bác sĩ, nghĩa là chị cung cấp cho bác sĩ những dữ kiện này để bác sĩ sẽ kiểm tra cho cháu nó tốt hơn. Dạ vâng.
À, bác sĩ cho hỏi là ví dụ như nếu mà có dắt bé đi khám là mình nên cái tình trạng bé này dắt nên dắt bé đi bệnh viện nào? À, dạ, với cái tuổi 10 tuổi thì chị nên đến nhi khoa, bệnh viện nhi, dạ vâng, đúng rồi. Dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác Sơn và cũng như là cảm ơn vị khán giả vừa rồi rất là nhiều. Thật sự là ai cũng rất là quan tâm đến sức khỏe của mình và cũng như là những người xung quanh, đúng không ạ? Và chúng tôi hy vọng là sau thời gian của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã giải đáp và cũng như là hỗ trợ rất là nhiều quý vị khán giả có thể tìm được những cái cách thức để có thể là giải quyết cái tình trạng về sức khỏe của mình liên quan đến những cái vấn đề tế nhị như là đi tiểu. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chương trình Bạn Hỏi Thầy Thuốc Trả Lời cũng xin gửi một câu hỏi nhỏ dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mong là quý vị hãy tập trung, tại vì chương trình sẽ có một cái phần quà vô cùng hấp dẫn gửi tới vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất nha. Câu hỏi có nội dung như sau. Giải pháp thảo dược chứa nguyên liệu Goles bao gồm chiết xuất hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành từ Thụy Sĩ của các nhà khoa học Việt Nam đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả trên bao nhiêu phần trăm người dùng? A. 96%, B. 97%. Và phần quà hấp dẫn dành cho khán giả trả lời đúng và nhanh nhất trong chương trình là một hộp ít niệu khang 80 viên trị giá 570.000 đồng. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1-800-6723 để tham gia trả lời và nhận ngay phần quà hấp dẫn này đến từ nhãn hàng quý vị nha. Và thưa quý vị, tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són là những cái dấu hiệu rất là điển hình của bệnh bàng quang tăng hoạt OAP. Và qua những cái cuộc gọi của quý vị chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là hiểu được phần nào những cái phiền toái và bất tiện mà căn bệnh này gây ra trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, đúng không ạ? Chính vì vậy, quý vị chúng ta đừng có mang cái tâm lý e ngại mà chần chừ trong việc điều trị, sẽ dẫn tới những cái biến chứng xấu cho sức khỏe của chúng ta. Hãy điều trị càng sớm càng tốt để tránh những ảnh hưởng về sau quý vị nha. Quang Quý hy vọng là sau 75 phút tư vấn tận tâm của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ giúp cho tất cả quý vị chúng ta hiểu đúng và trị đúng căn bệnh bàng quang tăng hoạt OAB, sớm chấm dứt tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát bàng quang tăng hoạt OAB và sớm cải thiện được sức khỏe, tìm lại niềm vui trong cuộc sống của mình. Quý vị cũng có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-6723 để được tư vấn thêm quý vị nha. Một lần nữa xin được cảm ơn sản phẩm ít niệu khang của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phổ Biết để đồng hành cùng với chương trình. Sản phẩm ít niệu khang chứa Goles từ Thụy Sĩ, gồm chiết xuất hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành, giúp giảm rõ rệt số lần tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không kiểm soát và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, hiệu quả trên 96% người dùng. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng ít niệu khang có ưu đãi đặc biệt Tân Xuân Vui Khỏe mùa 4 tặng 3, quà tặng lên tới 600.000 đồng cho 100 khách hàng đầu tiên gọi tới tổng đài 1-800-6723 đặt mua ít niệu khang. Và cụ thể như thế này, khi mua 4 hộp ít niệu khang 80 viên, quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp ít niệu khang 20 viên và tặng thêm một chai xịt hồng thảo dược bảo khí khang giúp giảm đạm ho khó thở trị giá 135.000 đồng. Số lượng quà tặng thì có hạn cho nên là quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại miễn cước 1-800-6723. Xin được nhắc lại 1-800-6723 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm và chương trình ưu đãi mua 4 tặng 3 với giá trị quà tặng lên tới 600.000 đồng quý vị nha. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành trong chương trình ngày hôm nay và hỗ trợ rất nhiều cho tất cả quý vị ạ. Cảm ơn MC Quang Quý. Cảm ơn khán giả của chương trình. Và thưa quý vị, chương trình tư vấn sức khỏe Bạn Hỏi Thầy Thuốc Trả Lời sẽ được phát sóng trực tiếp từ 15 giờ đến 16 giờ 15 phút các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và từ 14 giờ 45 phút đến 16 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng hy vọng là ở trong những khung giờ đó sẽ gặp lại được tất cả quý vị khán giả và mỗi ngày thì đều sẽ có những cái chủ đề khác nhau để chúng ta có thể là liên lạc tư vấn và lúc nào chúng tôi cũng sẽ có những chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm và giúp ích rất là nhiều tới sức khỏe của tất cả chúng ta. Quý vị hãy nhớ những khung giờ phát sóng của chúng tôi và đồng hành quý vị nha. Sẽ có những cái chủ đề nó hơi tế nhị một chút xíu như là chủ đề ngày hôm nay, nhưng mà quý vị có thể hoàn toàn yên tâm, các chuyên gia của chúng tôi lúc nào cũng rất là tận tâm để có thể là hỗ trợ tất cả quý vị. Và không dừng lại ở đó, nếu như mà quý vị khán giả nào mà chúng ta đã được những cái sự tư vấn từ các chuyên gia và lắng nghe và lựa chọn những cái sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu và mang lại được những cái hiệu quả thì đừng ngần ngại cũng có thể là phản hồi lại với chúng tôi nha. Quang Quý rất là vui và ekip thực hiện chương trình cũng rất là vui khi được lắng nghe những phần chia sẻ và phản hồi từ phía tất cả quý vị. Để từ đó chúng tôi cũng có thể làm thêm những cái phóng sự và chia sẻ ngược lại đến cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình để chúng ta tự tin hơn, tìm được những giải pháp tốt nhất cho sức khỏe của mình về những vấn đề liên quan. Và cuối cùng thì Quang Quý xin kính chúc tất cả quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng sẽ thật hạnh phúc quý vị nha. Đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin chào.